Hoàn toàn là nó rất là khác. Các bạn cứ yên tâm mà không thể nào quay con được. Không có gì phải đáng lo lắng. Trước khi qua TCU thì em cũng chỉ mới tốt nghiệp và trung học phổ thông thôi. Làm bài test ở INEC thì em kết quả của em được vào level 3. Về sự khác biệt giữa học tiếng Anh ở trung tâm ở Việt Nam và ở trường TCU thì hoàn toàn là nó rất là khác. Tại vì học ở Việt Nam thì mình có thể học song song người nước ngoài và người Việt Nam mình. Nhưng mà ở bên CCU thì mình phải học hoàn toàn là với người nước ngoài và hầu như là 100%, gần như 100% là phải nói bằng tiếng Anh. Cho nên là cái việc giao tiếp nó sẽ khó khăn hơn một chút. Và học một ngày mình học đều 4 kỹ năng. Buổi sáng thì mình học về kỹ năng đọc viết, còn buổi chiều thì học về kỹ năng nghe nói. Về giáo viên thì cứ mỗi một buổi học là sẽ thay một giáo viên. Phần nói là thế mạnh của em, cho nên là phần thuyết trình thì không quá khó khăn. Cho các bạn có một cái bài thuyết trình tốt thì giáo viên cũng sẽ chuẩn bị sẵn cho các bạn những cái khâu chuẩn bị nhỏ nhỏ ở phía trước. Thì nếu mà các bạn có câu hỏi gì thì cứ trực tiếp gặp giáo viên hỏi, và các thầy cô sẽ tận tình chỉ đáp. Chủ yếu là do sự luyện tập của các bạn hàng ngày, là các bạn càng cố gắng luyện tập nói nhiều thì sẽ quen được với cái phần nói với cái bài thuyết trình của mình, và sẽ tự tin hơn khi mà đứng trước lớp bóc thuyết trình. Về phần chuẩn bị cho những cái bài exam thì hầu hết thì giáo viên cũng sẽ cùng học sinh chuẩn bị, thì họ sẽ nói những chỉ cho học sinh là những cái nội dung chính nào cần phải chú ý, và những mình phải học như thế nào. Họ có thể đưa thêm tài liệu cho mình để mình có thể về nhà tự tham khảo, cũng như là tự học, tự làm bài, những cái bài đọc, những cái bài nghe mình có thể luyện thêm kỹ năng. Hầu như ngày nào cũng có bài tập về nhà. Còn những bài tập về nhà giáo viên phát riêng cho học sinh, còn có những bài tập trên mạng thì mỗi tuần thì giáo viên sẽ lên kiểm tra coi tiến độ làm việc trên mạng của các bạn như thế nào, có đúng là một tuần và bài hay không, hay là chậm hơn. Nếu mà chậm hơn thì giáo viên sẽ nhắc nhở. Về mô hình thi giữa kỳ và cuối kỳ thì gần như là như nhau, không có phần nói, chỉ có nghe đọc và viết thôi, thì hầu như thi giữa kỳ và cuối kỳ như nhau. Về giữa kỳ thì phần có một bài đọc, một bài viết và ba bài nghe, 3-4 bài nghe. Cuối kỳ thì có khoảng 4-5 bài nghe và 2 bài đọc và 1 bài viết. Thầy là người Mỹ thì thầy cũng rất là tận tâm trong cái việc học tập của học sinh. Nếu mà học sinh có vấn đề gì khúc mắc trong việc học tiếng Anh thì có thể lên trực tiếp hoặc câu lạc bộ để hỏi thầy. Về phòng thi thì các bạn cứ yên tâm mà không thể nào quay cóp được. Thường thì giáo viên sẽ sắp xếp cho các bạn làm một cái ghế và một bộ ghế và bàn đơn. Cặp thì bà cặp và ba lô là các bạn phải để lên trước, thì giáo viên sẽ kiểm tra điện thoại này kia thì các bạn cũng phải nộp hết. Giấy mà để ghi nốt hay để tính toán này kia, máy tính thì cũng được kiểm tra, có giấy ghi nốt riêng. Cho nên là về phần quay cóp thì không thể nào. Cái đề thi thì cũng dạng như là các bạn đã gặp từ trước ở midterm rồi. Thế lại giáo viên cũng đã cho các bạn làm một số cái bài cơ bản ở trong lớp, cũng như là luyện tập cho các bạn rồi, cho nên cũng không có gì phải đáng lo lắng. Chỉ là cố chuẩn bị bài và thật tốt ở nhà thì vào công ty thì cũng yên tâm mà qua được cái level.
Thì lúc mình biết điểm mà mình không đậu được thì sau đó một tuần thì trường có tổ chức cho một lần thi lại. Lần này thì các bạn sẽ không phải là thi lại tất cả các môn mà các bạn sẽ thi lại những cái mà các bạn chưa đủ điểm để qua. Ví dụ như trong lớp các bạn có một portfolio chưa đủ điểm thì các bạn sẽ làm lại một portfolio sao cho đủ điểm để qua, hoặc là cái bài midterm hay là bài cuối kỳ mà cũng chưa đủ điểm thì các bạn sẽ làm lại cái phần mà chưa đủ cái điểm để các bạn qua rồi, thì cộng lại nếu như các bạn đủ 60% hay đủ chỉ tiêu thì các bạn vẫn có thể qua được.